Theo thống kê từ Ngân hàng Nhà nước, Việt Nam hiện có hơn 800.000 thẻ tín dụng nội địa. Tính đến thời điểm cuối tháng 8 năm 2023, mức tăng trưởng ấn tượng 42% so với cùng kỳ, tức là chỉ cần chưa đầy 2 năm, số lượng thẻ tăng gấp đôi với mức tăng trưởng như trên. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, rất có thể bạn cũng đã từng được nghe những tin tức như là tỷ lệ nợ thẻ tín dụng quá hạn tại Mỹ đã lên mức kỷ lục cao nhất kể từ năm 2011. Rồi thì 1/3 số chủ hộ gia đình tại Hàn Quốc thừa nhận số nợ phải trả của họ đã gấp 3 lần thu nhập. Hay gần đây nhất, một khách hàng tại Việt Nam nợ thẻ tín dụng 9 triệu, nhưng khi đi thanh toán thì số nợ đã lên đến gần 9 tỷ. Từ đó chúng ta thấy được những tiện ích mà thẻ tín dụng mang lại, nếu không được nhận thức và sử dụng đúng thì rất có thể nó sẽ trở thành một con dao hai lưỡi. Chính vì vậy, để tìm hiểu tất tần tật về thẻ tín dụng, tư cách nó vận hành như thế nào, lợi ích, tác hại của nó ra sao, cũng như làm thế nào để tối ưu và không để bản thân trở thành nô lệ của thẻ tín dụng, hãy cùng chúng mình tìm hiểu trong bài viết bên dưới nhé. Đây là video thứ 2 trong series về ngân hàng và tài chính do Ngân hàng Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên CIMB Việt Nam đồng hành cùng Spider Room Hân Hạnh đưa tới bạn đọc, nhằm cung cấp những kiến thức liên quan tới tiền và tài chính cho giới trẻ, hướng tới một tương lai người trẻ am hiểu về tài chính, đầu tư và biết sử dụng tiền thông minh, lành mạnh hơn. Thông tin trong bài viết hoàn toàn dựa trên kiến thức và trải nghiệm của tác giả. CIMB Bank không cung cấp các thông tin hay định hướng nội dung bài viết để đảm bảo tính khách quan và trung lập. Nếu các bạn quan tâm đến nội dung này, hãy dành thêm chút thời gian tìm hiểu về các sản phẩm tín dụng nổi bật trên thị trường. Điển hình như sản phẩm tài khoản trả sau của ZaloPay được cung cấp bởi ngân hàng CIMB trong đường link ở phía bên dưới nhé. Quy trình vận hành thẻ tín dụng. Mở thẻ. Điều kiện để mở thẻ. Đầu tiên chúng ta cần hiểu tín dụng là gì. Định nghĩa này có lẽ không quá mới lạ. Tín dụng được hiểu đơn giản là một khoản nợ. Khách hàng khi đi vay tín dụng từ ngân hàng sẽ được cung cấp một khoản tiền để phục vụ các nhu cầu khẩn cấp hiện tại, với điều kiện hứa trả lại trong tương lai. Và tất nhiên, thường kèm theo một khoản lãi suất nhất định, chính là chi phí cho khoản vay tín dụng đó. Tuy nhiên, không phải ai có nhu cầu thì ngân hàng cũng sẵn sàng cho vay. Tùy theo một số yếu tố như là thu nhập, tài sản, mục đích sử dụng tín dụng, lịch sử tín dụng, đã từng có nợ xấu chưa, tất cả các thông tin này sẽ nằm trong một thứ gọi là hồ sơ tín dụng của bạn. Từ đó, ngân hàng sẽ quyết định mức tín dụng sẽ cho bạn vay và mức lãi suất, chi phí mà bạn phải trả cho khoản vay đó. Hạn mức thẻ. Với thẻ tín dụng, tổng số tiền ngân hàng chấp nhận cho bạn vay chính là hạn mức trong thẻ mà bạn có thể chi tiêu. Bạn càng có khả năng trả nợ cao, dựa vào các yếu tố kể trên, thì hạn mức trong thẻ tín dụng của bạn cũng sẽ càng cao. So với các phương thức vay truyền thống như là vay thế chấp, bạn thế chấp tài sản để đảm bảo cho khoản vay, và vay tín chấp, bạn không thế chấp tài sản mà chỉ dựa vào uy tín bản thân để vay, thì thẻ tín dụng nghe có vẻ giống cách vay tín chấp. Tuy nhiên, nó có những điểm cải tiến hơn, vì thế cũng đem lại nhiều lợi ích và hấp dẫn hơn đối với các khách hàng. Với cách vay cũ, sau khi ký hợp đồng và được giải ngân, thì ngay lúc đó bạn sẽ bị ghi nhận tất cả các khoản nợ và bắt đầu tính lãi vay, cho dù bạn có sử dụng số tiền đó hay không. Tuy nhiên, với thẻ tín dụng, bạn được cấp vốn trước, nhưng chỉ khi nào sử dụng mới bị tính là nợ, mà chưa kể khoản nợ đó sẽ không bị tính lãi nếu bạn trả đúng hạn. Cũng chính nhờ sự hấp dẫn đó nên bên cạnh các sản phẩm thẻ tín dụng vật lý truyền thống thì trên thị trường hiện nay cũng có rất nhiều các sản phẩm tương tự sinh ra để cạnh tranh và thậm chí còn cải tiến hơn. Ví dụ như là ví trả sau tại các ví điện tử, tài khoản trả sau tại các app thanh toán hay là thẻ tín dụng phi vật lý. Chi tiết chúng ta có thể trao đổi trong phần 2 khi nói về ưu nhược điểm của các sản phẩm này. Còn trong phần sau, mình vẫn sẽ gọi chung là thẻ tín dụng cho dễ hiểu. Nhưng các bạn hiểu rằng, tính năng của các sản phẩm kia cũng gần tương tự nhé. Thời gian miễn lãi. Để lý giải cho việc tại sao vay nợ từ thẻ tín dụng lại không bị tính lãi như vay thông thường, thì các bạn cần hiểu thuật ngữ thời gian miễn lãi của thẻ, thông thường sẽ là 45 ngày. 45 ngày này sẽ bao gồm thời gian chốt sao kê tháng trước đến thời gian chốt sao kê tháng này, 30 ngày trên một chu kỳ thanh toán, cộng thêm với thời gian ân hạn 15 ngày. Tức là thời gian từ lúc đóng sao kê tháng này đến hạn cuối thanh toán để được miễn phí lãi. Một số thẻ có thời gian miễn lãi cao hơn
ví dụ như là 55 ngày, tức là bạn sẽ có thêm thời gian ân hạn là 25 ngày. Ví dụ, thẻ của bạn có sao kê là ngày 20 hàng tháng, thì từ ngày 21 tháng 3 cho đến ngày 20 tháng 4 sẽ là kỳ sao kê của tháng 4 của bạn. Tức là ngày 21 tháng 4, nếu bạn phát sinh giao dịch từ thẻ tín dụng thì giao dịch này sẽ được tính cho kỳ sao kê tháng 5. Tuy nhiên, bạn cũng chưa cần phải thanh toán ngay lập tức cho dư nợ của sao kê tháng 4 vì bạn có 15 ngày ân hạn. Tức là đến ngày mùng 5 tháng 5 mà bạn chưa thanh toán thì khoản dư nợ của kỳ sao kê tháng 4 mới bị tính lãi và phát sinh chi phí chậm thanh toán. Chi phí. Và yếu tố cuối cùng bạn cần quan tâm trước khi chính thức sở hữu một chiếc thẻ tín dụng, đó là các chi phí liên quan đến tấm thẻ đó. Có thể bạn chưa biết, nhưng có tới gần 10 loại phí có thể phát sinh khi bạn sử dụng thẻ tín dụng. Nó bao gồm: đầu tiên là phí phát hành, phí đầu tiên phải trả khi mở thẻ, thường sẽ được miễn phí để thúc đẩy khách hàng mở thẻ. Phí thường niên, phí đóng hàng năm để duy trì thẻ, có thể được giảm hoặc là miễn nhờ loại thẻ hoặc là tần suất sử dụng thẻ của khách hàng. Lãi suất, chi phí khi sử dụng các dịch vụ của thẻ hoặc khi bạn chậm trả nợ. Phí chậm thanh toán, bên cạnh việc bị tính lãi phát sinh, bạn cũng sẽ cần phải trả cả loại phí này khi chậm thanh toán dư nợ. Ngoài ra còn các loại phí khác như là phí rút tiền mặt, phí cấp lại thẻ, phí hủy thẻ, phí in sao kê hay là phí vượt hạn mức. Trên thực tế, các loại phí này thường được giảm bớt để dễ hiểu cho khách hàng. Tuy nhiên, nếu bạn cần thông tin cụ thể, hãy cứ nói với các bạn tư vấn, bạn sẽ được giải đáp chi tiết nhé. Sử dụng thẻ. Ok, sau khi đã hiểu được rõ các thông tin thì giờ bạn đã có thể đặt bút ký vào cây hợp đồng mở thẻ và chính thức sở hữu cho mình một chú thẻ tín dụng rồi đấy. Lúc này bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng với nhiều mục đích khác nhau, bao gồm: đầu tiên là thanh toán, là chức năng phổ biến nhất và hấp dẫn nhất khi sử dụng thẻ tín dụng. Bạn có thể quẹt thẻ trực tiếp tại các cửa hàng có máy POS, Point of Sale, là những máy được liên kết với các ngân hàng, cho phép nhận thanh toán qua các thẻ. Hoặc có thể thanh toán online như là mua sắm trực tuyến, tiền điện nước, tiền bảo hiểm, v.v. và mây. Các dịch vụ này hiện nay đều có các chương trình khuyến mãi như là cashback, đổi thưởng để hấp dẫn mọi người sử dụng thẻ nhiều hơn. Và chúng hấp dẫn thật. Số tiền chi tiêu tất nhiên phải nằm trong hạn mức của thẻ nếu bạn không muốn mất thêm chi phí vượt hạn mức, và sẽ được miễn phí 100% lãi suất nếu bạn thanh toán đúng thời hạn trong thời gian miễn lãi như mình đã đề cập ở phía bên trên. Trả góp. Ngày nay, nhiều trang thương mại điện tử đã tích hợp hình thức trả góp qua thẻ tín dụng, mang lại cho khách hàng sự tiện lợi khi được trả góp với lãi suất thấp hoặc thậm chí là 0%. Cụ thể, khi mua trả góp qua thẻ tín dụng, khách hàng sẽ chịu lãi suất trả góp và một loại phí là phí chuyển đổi trả góp, dao động từ 3 đến 7% tổng giá trị sản phẩm. Số tiền này sẽ được chia đều cho số tháng trong kỳ hạn trả góp mà chủ thẻ chọn như là 3, 6 cho đến 12 hay là 24 tháng. Khoản phí chuyển đổi sẽ được yêu cầu thanh toán ngay trong kỳ trả góp đầu tiên. Ví dụ bạn mua một chiếc điện thoại 12 triệu đồng, trả góp kỳ hạn 12 tháng, lãi suất trả góp 1%, phí chuyển đổi là 3%. Vậy, tháng đầu tiên bạn phải trả 1.480.000 Việt Nam đồng, tiền trả góp mỗi tháng 1.120.000, cộng phí chuyển đổi trả góp là 360.000. Số tiền cần trả góp mỗi tháng từ tháng thứ 2 đến tháng 12 sẽ là 1.120.000. Và tổng số tiền bạn phải trả góp là 13.800.000. Rút tiền mặt. Khi sử dụng thẻ tín dụng, bạn có khả năng rút tiền tại các cây ATM. Nhưng cần lưu ý rằng chi phí rút tiền là khá cao, thường là khoảng 4% trên tổng số tiền giao dịch. Cộng với mức lãi suất 20-40% một năm và được tính ngay tại thời điểm mà bạn rút tiền khỏi cây. Chính vì vậy, việc này thường không được khuyến khích hoặc là chỉ dành cho một số loại thẻ riêng biệt. Thanh toán dư nợ. Khi đã chi tiêu hết một kỳ thanh toán, giờ là lúc các bạn sẽ phải bắt đầu tính đến cách trả nợ thẻ tín dụng. Có hai cách mà ngân hàng khuyến nghị bạn là thanh toán tất cả hoặc là thanh toán một phần dư nợ. Với thanh toán tất cả, đây là cách tối ưu nhất dành cho các khách hàng sử dụng thẻ tín dụng. Những khách hàng sử dụng đúng hạn mức và thanh toán tất cả đúng hạn thì ngân hàng sẽ thu được ít tiền phí nhất từ họ. Thanh toán một phần. Ví dụ như đến hạn thanh toán mà bạn không có đủ tiền để trả, thì ngân hàng sẽ đề xuất bạn chỉ cần thanh toán một phần nhỏ của dư nợ, thường sẽ là 5% tổng dư nợ, để tránh mất lãi và phí phạt vì thanh toán quá hạn. Tuy nhiên, mặc dù tránh được lãi phạt,
nhưng số dư nợ còn lại chưa thanh toán của bạn, 95% dư nợ, vẫn sẽ bị tính một mức lãi suất khác, coi như là lãi vay trong thời gian chờ bạn thanh toán và bị cộng dồn vào các kỳ thanh toán tiếp theo, tức là phạt nhẹ hơn nhưng mà vẫn bị phạt. Không thanh toán. Kịch bản xấu nhất, trong trường hợp đã đến hạn mà bạn không thể thanh toán dư nợ thì sẽ phải chịu phí trả chậm khoảng 5% tổng dư nợ và lãi suất quá hạn lên đến 20-40% một năm, gấp 2-3 lần lãi vay thông thường. Đến đây thì mục tiêu chính của bạn rõ ràng là phải ưu tiên trả hết nợ trước khi động vào cái thẻ tín dụng đó lần nữa rồi. Vì mức lãi suất cao sẽ làm khoản nợ của bạn bị tăng theo cấp số nhân và tỷ lệ thuận với tốc độ xấu đi của hồ sơ tín dụng của bạn. Đồng nghĩa với việc các lần vay sau này của bạn sẽ khó được ngân hàng chấp thuận hơn. Kết luận, trên đây là những thông tin quan trọng mà các bạn cần phải nắm được trong quá trình từ khi bạn có nhu cầu mở thẻ tín dụng cho đến khi bạn sở hữu và sử dụng tấm thẻ đó. Và nếu bạn tự tin rằng mình đã hiểu tất cả các thông tin cơ bản về thẻ tín dụng, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong phần 2 của bài viết này, những ưu nhược điểm và cách sử dụng để tối ưu thẻ tín dụng. Sau phần 1 của bài viết, hy vọng các bạn đã nắm được những thông tin quan trọng nhất về một chiếc thẻ tín dụng rồi. Trong phần 2 này, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích sâu hơn về ưu nhược điểm của thẻ tín dụng sẽ ảnh hưởng thế nào đến kế hoạch tài chính của bạn và làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng thẻ một cách hiệu quả nhất để tối ưu các lợi ích mà nó đem lại. Ưu nhược điểm khi sử dụng thẻ tín dụng. Sự thuận tiện. Ưu điểm lớn nhất của thẻ tín dụng chính là sự thuận tiện mà nó đem đến cho người sử dụng. Giờ đây bạn không cần phải mang theo tiền mặt để tránh các rủi ro như là rơi tiền hay mất ví, và việc quẹt thẻ dù trực tiếp hay là online cũng chỉ mất vài giây. Bạn có sẵn một khoản tiền để sử dụng mà không phải chịu bất kỳ một khoản lãi vay nào. Bạn có một đặc quyền, đó là mua trước trả sau, và khi thanh toán bằng thẻ tín dụng thì cảm giác cũng thoải mái hơn vì dường như tiền của mình chưa hề mất đi. Tuy nhiên cũng chính vì thế mà nó gây ra một tác hại, đó là đôi khi chúng ta sẽ bị chi tiêu quá với cả nhu cầu cần thiết. Các nghiên cứu gọi đây là hiện tượng nhu cầu ảo, thậm chí vượt quá khả năng chi trả của bản thân, cũng chính do sự dễ dàng mà việc quẹt thẻ mang lại. Ưu đãi. Để hiểu tại sao ngân hàng lại cho bạn nhiều ưu đãi hấp dẫn khi quẹt thẻ tín dụng như vậy, bạn cần hiểu rằng ngân hàng sẽ có 3 nguồn thu chính từ việc phát hành thẻ cho bạn. Đầu tiên là phí thường niên, thứ hai là lãi suất, phí phạt khi bạn chậm thanh toán dư nợ, và thứ ba là phí hoa hồng từ các đại lý và nhà bán lẻ. Trong đó, phí thường niên là nguồn doanh thu thấp nhất nên thường được hy sinh, miễn phí để thu hút người dùng với mục tiêu thu được phí nhiều hơn ở hai nguồn sau. Phí phạt là nguồn doanh thu lớn nhất, thường chiếm đến 50% doanh thu, không ngạc nhiên lắm ha. Còn nguồn thu lớn thứ hai là phí hoa hồng, thường chiếm 40% doanh thu. Nguồn thu này đến từ việc khi bạn sử dụng thẻ để đi ăn uống, mua sắm, thì chủ các cửa hàng đồ ăn hay là cơ sở bán lẻ sẽ phải trả lại một phần phí cho ngân hàng. Ví dụ mức trung bình hiện tại là 2%, thì cứ mỗi lần bạn trả 1 triệu đồng tiền đồ ăn bằng thẻ tín dụng, chủ cửa hàng sẽ chỉ nhận được 980.000 đồng, còn ngân hàng sẽ nhận 20.000 đồng. Từ 2% phí giao dịch thu được, ngân hàng trích ra 0,2 đến 0,5 để chuyển thành phần thưởng cho bạn. Từ đó bạn lại càng có động lực để chi tiêu nhiều hơn. Tuy nhiên câu chuyện chưa dừng lại ở đây. Câu hỏi đặt ra là, chả nhẽ các nhà bán lẻ lại chịu mất 0,2% doanh thu của họ sao? Tất nhiên là không rồi. Sự thật là họ sẽ tìm được cách chuyển phần đó qua cho khách hàng. Nếu muốn thu về 1 triệu, thì thay vì đặt mức giá 1 triệu để chỉ còn thu được 980.000, thì họ sẽ nâng lên khoảng 1.021.000 để khách hàng sẽ là người phải trả cho cái phần phí hoa hồng đó. Đến đây thì vấn đề lại xuất hiện, vì người dùng thẻ tín dụng sẽ nhận được khuyến mại, còn người trả tiền mặt thì sẽ không nhận được bất kỳ thứ gì trong đó, dù họ vẫn phải trả số tiền mà các nhà bán lẻ đã nâng lên để hạn chế tác động từ phí hoa hồng thẻ tín dụng. Do đó, những khách hàng không sử dụng thẻ tín dụng đang mất tiền khi sử dụng dịch vụ ở các cơ sở cho phép quẹt thẻ tín dụng. Lưu ý điều này không đúng 100%, nhưng mà nó phổ biến. Vì vậy, nếu thẻ tín dụng càng phổ biến, việc sử dụng tiền mặt sẽ càng bị thiệt thòi. Chi phí. Yếu tố này mang đến cả hai mặt tốt và xấu tùy vào ý thức sử dụng của khách hàng. Nếu bạn chỉ sử dụng đúng hạn mức và thanh toán đúng hạn, thì ngân hàng sẽ thu được ít phí nhất từ bạn. Điều quan trọng đã được nhắc lại hai lần. Tuy nhiên, rõ ràng không phải lúc nào chúng ta cũng biết đâu là chuyện nên làm, cũng có thể thực sự làm được điều đó.
Chúng ta biết rằng tiết kiệm, ngủ sớm, tập thể dục là tốt, nhưng không nhiều người có thể thực sự làm được. Bởi vậy nên các tổ chức tài chính không hề sợ việc bạn sử dụng thẻ đúng cách. Họ tin rằng phần lớn sẽ không thể làm được điều đó. Hãy nhớ lại thông tin rằng chính phí phạt và lãi phạt quá hạn thẻ tín dụng mới là nguồn thu lớn nhất của ngân hàng. Quản lý chi tiêu. Vì mọi chi tiêu của bạn sẽ được ghi nhận vào sao kê của thẻ, nên việc xem lại và quản lý sẽ thuận tiện hơn nhiều so với việc sử dụng tiền mặt và phải tự ghi tự nhớ. Tuy nhiên, việc quẹt thẻ mà không yêu cầu mã PIN hay là mật khẩu cũng đang đem đến một rủi ro mất tiền khi các bạn làm mất hoặc là lộ thông tin thẻ. Chính vì vậy các sản phẩm tín dụng mới hiện nay đều cố gắng khắc phục điều này bằng cách thiết lập nhiều lớp bảo mật hơn. Sản phẩm mua trước trả sau, Buy Now Pay Later. Với các ưu nhược điểm của thẻ tín dụng ở phía trên, hiện tại các tổ chức tài chính đã phát triển thêm nhiều sản phẩm tín dụng khác với chức năng gần như tương tự, phát huy được nhiều điểm mạnh, đồng thời hạn chế các điểm yếu của thẻ tín dụng truyền thống, điển hình như là Buy Now Pay Later. So với thẻ tín dụng, Buy Now Pay Later có một số ưu điểm như sau. Thủ tục đơn giản hơn vì người dùng không cần tài sản đảm bảo, không cần chứng minh thu nhập, quy trình xét duyệt được thực hiện 100% online. Do đó, thời gian chờ xét duyệt cũng nhanh hơn rất nhiều. Không yêu cầu thẻ vật lý giúp tiết kiệm nhiều loại chi phí, thuận tiện cho khách hàng trong quá trình sử dụng. Lãi suất cạnh tranh so với thẻ tín dụng. Thông thường sẽ loại bỏ nhiều loại chi phí khác cho khách hàng như là phí thường niên, phí chậm thanh toán. Ở mặt ngược lại, Buy Now Pay Later cũng có một số hạn chế do sản phẩm vẫn còn mới trên thị trường. Ví dụ như là hạn mức sẽ thấp hơn thẻ tín dụng và các dịch vụ chấp nhận thanh toán cũng chưa đa dạng bằng. Tuy nhiên với xu hướng ưa thích nhanh, gọn của giới trẻ hiện nay, sự phát triển thần tốc của thương mại điện tử, những hạn chế trên ngày càng được thu hẹp nhờ sự tăng trưởng của nhu cầu với sản phẩm Buy Now Pay Later. Và một trong số các sản phẩm Buy Now Pay Later nổi bật trên thị trường hiện tại có thể kể đến là tài khoản trả sau của ví điện tử ZaloPay được cung cấp bởi ngân hàng CIMB Việt Nam, nhà tài trợ của bài viết lần này. Sản phẩm được liên kết trực tiếp với ví ZaloPay sẽ giúp khách hàng đăng ký nhanh chóng, giao dịch thuận tiện, cùng với đó là nâng cao yếu tố bảo mật và tiết kiệm được các loại chi phí. Hạn mức của tài khoản trả sau ZaloPay lên đến 5 triệu đồng, được miễn lãi trong vòng 37 ngày và được chấp nhận thanh toán ở hơn 600 cửa hàng, dịch vụ trên toàn quốc. Việc loại bỏ thẻ vật lý ở sản phẩm tài khoản trả sau cũng giúp các khách hàng không còn lo về rủi ro mất thẻ, lộ thông tin hay phát sinh quá nhiều các loại chi phí mà không quản lý hết. Thông tin chi tiết chúng mình sẽ để ở link dưới bài viết nhé. Làm thế nào để tối ưu hóa thẻ tín dụng? Lựa chọn sản phẩm phù hợp. Như đã đề cập ở phần trước, trên thị trường có rất nhiều các sản phẩm tín dụng với những tính năng nhất định, ứng với nhu cầu sử dụng khác nhau. Vì vậy, việc lựa chọn một sản phẩm tín dụng phù hợp thường không dễ dàng với bất kỳ khách hàng nào. Các yếu tố quan trọng các bạn sẽ cần phải quan tâm bao gồm: đầu tiên là nhu cầu sử dụng. Để tránh tình trạng tiêu theo nhu cầu ảo, bạn cần lên một kế hoạch chi tiêu trước khi sử dụng các sản phẩm tín dụng, ước lượng được hạn mức mình sẽ chi tiêu trong mỗi tháng và cùng với đó là kế hoạch trả nợ cho các khoản chi tiêu đó. Nếu mức chi tiêu thậm chí vượt quá thu nhập của bạn, thì bạn biết mình cần phải làm gì rồi đấy. Sau khi đã biết mức chi tiêu hợp lý trong một tháng, thì lúc này bạn hãy yêu cầu nhà phát hành cung cấp một sản phẩm với hạn mức tín dụng phù hợp. Nếu bạn chi tiêu 30 triệu trên tháng, thì bạn có thể đề xuất hạn mức 40 triệu cho thoải mái. Vì chỗ thừa ra không tiêu đến thì cũng không bị tính lãi mà. Tuy nhiên, hạn mức còn phụ thuộc vào khả năng chứng minh tài chính của bạn và thông qua sự kiểm duyệt của ngân hàng nữa bạn nhé. Bước tiếp theo là hãy chọn sản phẩm phù hợp và nhu cầu. Các bạn còn nhớ 3 chức năng của sản phẩm thẻ tín dụng là thanh toán, trả góp và rút tiền đúng không? Để tập trung vào từng tệp khách hàng, mỗi sản phẩm tín dụng sẽ thường phục vụ một chức năng nhất định. Bạn sẽ không cần phải mở một thẻ có cả 3 chức năng đấy, rồi chỉ dùng một và bỏ phí 2 chức năng còn lại. Vì thế, hãy xác định được chức năng bạn cần và chọn sản phẩm phù hợp nhất. Nếu sản phẩm đó sinh ra để phục vụ cho chức năng mà bạn cần đó, thì bạn sẽ nhận được nhiều ưu đãi nhất với mức chi phí rẻ nhất. Sử dụng thông minh. Ok, sau khi đã lựa chọn được sản phẩm phù hợp, bạn sẽ phải tìm hiểu thêm các thông tin quan trọng về sản phẩm như là mình đã đề cập ở trong phần 1, thời gian miễn lãi, các loại chi phí và lãi suất. Quan trọng nhất, hãy nhớ chi tiêu trong hạn mức và thanh toán đúng hạn. Điều quan trọng đã được nhắc lại lần thứ 3. Cuối cùng, mỗi sản phẩm tín dụng luôn đi kèm rất nhiều chương trình khuyến mãi. Vì vậy, nếu bạn có thể tận dụng được
thì sẽ tối ưu được cực kỳ nhiều chi phí cho bạn. Bảo mật, với thẻ tín dụng vật lý, việc quẹt thẻ tại POS để thanh toán sẽ không yêu cầu mật khẩu, nên bạn cần hạn chế tối đa việc cho mượn thẻ hay là lộ thông tin ở trên thẻ. Để tăng cường yếu tố bảo mật và làm giảm thiểu rủi ro trên, bạn cũng có thể chuyển đổi sang sử dụng các sản phẩm tín dụng hiện đại hơn như là thẻ tín dụng online hay là tài khoản trả sau. Tuy nhiên, ngay cả khi đã sử dụng các sản phẩm an toàn hơn, bạn vẫn phải cẩn trọng khi thanh toán online bằng một số cách như là chỉ truy cập vào các trang mạng uy tín, tránh các đường link lạ, không đưa thông tin giao dịch, mã PIN cho người lạ và hạn chế sử dụng các thiết bị chung tại cơ quan hay là quán cà phê. Với bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào sẽ luôn tồn tại hai mặt tốt và xấu tùy theo cách chúng ta sử dụng. Một con dao có thể là công cụ tạo nên những món ăn ngon, nhưng nó cũng có thể ngay lập tức trở thành một vũ khí nguy hiểm. Thẻ tín dụng thực chất bản thân nó không gây hại, tuy nhiên nó sẽ làm trầm trọng các vấn đề khi bạn đã và đang có sẵn các thói quen không tốt. Ngược lại, nếu chúng ta nắm được hết các thông tin quan trọng về nó, biết cách sử dụng thông minh để tận dụng các ưu đãi và giảm thiểu tối đa các loại chi phí, thì rõ ràng thẻ tín dụng sẽ trở thành một công cụ đắc lực cho kế hoạch quản lý tài chính cá nhân của bạn, nhờ các tính năng vượt trội hơn hẳn so với việc sử dụng tiền mặt truyền thống. Hãy nhớ rằng, khi vay nợ để sử dụng, bạn đang dùng tiền của chính bạn trong tương lai. Nếu có một kế hoạch quản lý tài chính hiệu quả, bạn sẽ tối đa được lợi ích đòn bẩy mà nó đem lại.